Shop Loa Bị Chim xin kính chào toàn thể các bác đang đón xem video. Và trải qua một thời gian bán hàng cũng tương đối lâu rồi, và nhu cầu của các anh em hỏi về cái món đồ lồng chim đa đa này rất chi là nhiều. Và để phục vụ cho tất cả nhu cầu của anh em trên toàn cả nước thì em đã đưa ra quyết định là nhập hàng lồng chim đa đa này về để phục vụ cho các bác trong cả nước chúng ta. Thì đây, ở trước mặt các bác đây, một cái lô hàng em vừa mới về và khui kiện tất cả các mẫu cho các anh em xem. Thì cái lồng chim đa đa này, anh em thấy không ạ? Ở trước mặt các bác đây là ba cái mẫu khác nhau đã được làm hoàn thiện rồi. Về chi tiết về sản phẩm của nó em cũng xin nói luôn. Đây, đối với lồng chim này, hàng em nhập về thì là đã làm đầy đủ hết rồi. Láng keo, láng mẹt, tương đối là cứng cáp rồi anh em ạ. Đấy, tương đối là cứng cáp luôn. Đấy, cái mẹt của nó này rất là cứng cáp luôn. Cọ nó cong cong này. Đấy, đã được láng keo và buộc hoàn chỉnh như thế này rồi, kèm theo một cái thanh thực cửa vót hình chiếc lá rất là đơn điệu và rất là đẹp. Và về các nước sơn của nó, anh em thấy không ạ? Nước sơn của nó đây rất là bóng, đẹp. Nói chung ở ngoài thì nó còn đẹp hơn, nó không như ở trong video này. Còn hai bên cửa này là cái lỗ thoáng, về anh em không thích anh em có thể cắt bỏ đi. Đó. Và về cái hình thức về nan 100% là vót bằng tay, và chất liệu của nó đều làm bằng tre gai hết anh em nhé. Đấy, cái mẫu lồng này gọi là cái mẫu lồng kín anh em ạ. Đấy, ở trên quai này được quấn bằng cái dây mây này, rất là đẹp. Đấy, nhìn rất là tinh tế. Nói chung là cái mẫu lồng kín này thì phù hợp cho anh em chúng ta nhốt chim vừa mới bẫy về, chim bổi đấy ạ. Đấy, và ở trên nhá anh em nhá, ở trên anh em nhìn rõ không ạ? Đều có chống tốc hết anh em nhá. Sử dụng thì chim khi nó trổ nó không bị tét đầu. Đấy, đều có chống tốc hết. Đấy, lồng làm rất là đẹp. Đó. Lô này về em tương đối là cũng ưng ý, nói chung là hàng đẹp và làm rất là chắc chắn anh em ạ. Anh em yên tâm nhá. Còn để mà nói đến sự chắc chắn thì em sẽ test ở cái video sau cho tất cả các anh em xem. Thế anh em chờ đợi ở video sau của em nhé. Còn đây là mẫu thứ nhất em giới thiệu anh em, mẫu lồng kín này. Đó, rất là đẹp, anh em thấy không ạ? Đó, nhìn nước sơn này rất là bóng đẹp. Đó, toàn bộ làm bằng tre gai rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mẫu tiếp theo đây. Mẫu này là mẫu thứ hai. Mẫu này đây, cái khoảng cách nan của nó đan rất là đều, nan cách nan 1 phân. Dùng cái mẫu này cũng rất là đơn điệu. Đấy, nhốt bổi cũng được và nhốt chim thuần rồi cũng rất là ok. Thoáng lồng, tương đối là mát về mùa hè. Đấy, thoáng mát về mùa hè và về mùa đông thì cũng không sợ anh em nhá. Mùa đông thì hầu như chúng ta dùng áo lồng hết rồi, nếu chim mới bẫy về chúng ta sử dụng áo lồng hết, không lo lắng gì cả. Đây, mẹt cũng đều ấy hết rồi, đều láng keo, láng cát hết rồi. Đó, các anh em thấy không? Đều chống tốc hết rồi, anh em nhìn rõ hộ em nhá. Đó, một chiếc lồng làm như này. Đấy, rất là ok. Đấy, nước sơn cũng rất là đẹp, anh em thấy không ạ? Đấy, form dáng rất là tròn và xinh. Đấy là mẫu lồng thứ hai. Mẫu lồng nan cách nan 1 phân, hay còn gọi là mẫu lồng mau cũng vẫn là nó nhá. Và tiếp theo đó là cái mẫu lồng cải tiến của cái mẫu lồng thứ hai vừa xong em vừa giới thiệu. Là nó đan lên, chỗ này rơi vào khoảng độ tầm 7-8 phân. Em cứ gọi cho là 10 phân đi cho nó chẵn. Thì đan cao lên 10 phân để be cát. Đấy, be cát cho khi con chim nó ăn, nó vẩy, nó đỡ vương ra nhà. Đấy, mẫu này cũng rất là tinh tế, rất là đẹp này. Về cửa tiếc vót hết này. Đó, rất là đẹp phải không anh em? Đó, bản thân em là phụ nữ nhưng em có cảm nhận là cũng rất là ok. Thì các bác là đàn ông thì các bác thẩm định giúp em. Đó, về chất liệu lồng đây, toàn bộ bằng tre gai hết. Và mẹt đều láng keo, láng cát hết rồi. Đó. Và khi láng keo, láng cát để làm gì? Để có tác dụng, nói luôn cho các bác mới vào chơi chưa biết. Để cho con chim khi nó mài mỏ ấy ạ, mài mỏ và mài móng cho nó khỏi sắc đấy, thì nó sẽ quệt xuống này luôn. Và khi lồng các bác mua về, các bác chỉ cần là cái cát các bác để khô này, xong các bác cho vào là chúng ta có thể xài được luôn. Chúng ta không phải làm thêm gì nữa. Và tất cả hàng ở bên nhà em anh em nhé, 100% chúng ta được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đấy là quyền lợi của các bác. Cho nên các bác lưu ý, chúng ta phải kiểm tra. Không, hàng vận chuyển xa xôi mấy trăm cây số liền đi đường xa thì nó va chạm, nó gãy, nó vỡ. Đấy, điều đấy thì rất là khó xử lý, anh em phải kiểm tra giúp em. Đó, vừa rồi là thông tin cho các bác ba cái mẫu hàng mới em mới về để phục vụ các bác. Vậy bác nào mà có nhu cầu, chúng ta alo trực tiếp với em, chúng ta ủng hộ cho em. Và các bác thấy hay, thấy ok thì chúng ta
vui lòng bấm vào chữ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em gái nhé. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn các bác ở những video lần sau nhé. Và các bác nhé, vui lòng các bác bấm đăng ký kênh để xem cái video tiếp theo của em test lồng độ cứng và độ bền độ chắc cho các bác xem như thế nào. Rồi, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác ở video tiếp theo nhé.